Thế đoạn đấy nó tốt. Đoạn này toàn dầu ở ấy rồi. Cái gì cơ? Toàn nắng mơ. Con thấy cỏ tốt bụp đấy. Nắng mơ nhiều. Ông đậu nào hay ai đậu nào mà ông đi lấy là củ giấy. Nào ơi. Nhớ cổ. Quả phải đến bản rào đập. Bản rào đập đấy. Gọi là còn bà ấy rất là bà rào lấy bản rào giã. Còn hôm chung ba dùng đốt trận. Đau hết lưng. Bộ Ngọc, Ngọc bảo đốt đâu khỏi. Bộ cũng vẫn phải lên kia tiêm. Nên sĩ túi bồng hả? Ừ, nên sĩ bồng tiêm. Tiêm khéo lại khéo lại ruột, khéo lại ngoắm gần cơ ấy, sĩ tiêm như gần chết. Uống thuốc đâu được. À, cái bé vợ thằng Hào Hữu ở một gà ấy trộm đâu được. Đốt cái này là nó, rác nó rác ấy. Nó cần nó phải hợp đấy cơ. Trời ơi, nó chỉ bị hắn là hắn bảo ăn giã cá vào, chơi tanh vào, chơi rượu vào. Con vẫn ăn bình thường ấy. Hả? Con vẫn ăn.